Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại kênh Tụi Tôi Mới Tính. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cài cái driver MT65X bên BB con của tôi này. Một số bạn gặp rất nhiều lỗi về không cài được, không được. Giờ mình sẽ hướng dẫn nha. Các bạn vào computer, các bạn đầu tiên mà gỡ sạch sẽ ra, rửa sạch sẽ những cái driver cũ ra để nó tránh bị xung đột. Ở đây mình có cái USB view này, các bạn phun nó lên để xóa cái port mà mình không cần đến. Ở đây như ở đây có đây, rửa ra. Gỡ hết sạch sẽ ra. Rồi, ok. Xong nha. Giờ các bạn làm đây. Nó để ở đây thì mình tìm mình gỡ lại. Bạn bấm chuột phải vào đây. Và chọn các bạn này, next, rồi các bạn bấm vào cái dòng này, chọn đến cái mục đấy, mục như ở đây của mình 7/64 bit, và chọn là mục 7/64 bit, rồi bạn chọn cái media d bbcom cái đầu tiên, next, rồi chọn dòng dưới nha. Bạn đợi một lúc. Rồi, fit. Kệ nó. Bây giờ các bạn vừa tiếp tục làm bước hai, các bạn làm này 3 lần nha. 3 lần là được. Tôi 7/64 bit. Rồi, cái đầu tiên mình chọn là cái thứ hai nha. Chọn MediaTek Pre-Runner USB Vcom. Cái thứ ba làm tương tự. Cái này thì các bạn chọn cái dòng cuối cùng nhé, Media USB Port nhé, MTK. Ok. Nó như vậy, chấm than như vậy không sao cả. Các bạn cứ khởi động lại máy cho nó chắc chắn. Sau đó các bạn thực hiện cài, thực hiện UPROM bình thường. Nó sẽ nhận hết các cổng của MediaTek này nha. Video mình dẫn đây xin tạm dừng. Các bạn nhớ like, chia sẻ video và đăng ký kênh của mình nhé. Chào các bạn.